xem xong tâm tướng rồi thì hình tướng vứt xả rác, không cần xem. Toàn bộ những cái bộ vị hình tướng vứt đi hết, không thèm xem. Ví dụ các bạn xem được ánh mắt của họ, nghe được lời nói của họ, mà biết cách xem về âm thanh nha, rồi hiểu được khẩu khí của họ một cách sâu sắc, thì toàn bộ tam đỉnh ngũ nhạc, gò má, mũi, tai không cần xem nữa vẫn đúng nha. Nó có thể đúng đến 90%, đúng còn lại nó chỉ còn 10%. Và vì xem những cái này nó khó quá nên người ta mới liệt cái này gọi là tướng kỳ quái cổ, gọi là ẩn tướng. Tâm là nó nổi hay là nó ẩn, tánh tân tâm nó chìm bên trong mình đâu có thấy được. Nên xem tướng là phải xem được ẩn tướng, tức là xem tướng là phải xem được tâm. Chứ ẩn tướng không phải là hình nha, không phải cái nốt ruồi sau gáy là ẩn tướng đâu, không phải đấy. Phạm Lãi, người Trung Quốc, sự nghiệp lúc chìm lúc nổi rất giàu có, nhưng ông đã đem tất cả tài sản cứu tỷ bần cùng phân phát hết rồi, bắt đầu buôn bán lại từ đầu, làm được vài năm lại giàu. Sau khi phát tài lại đem ra bố thí. Người Trung Quốc cung phụng ông làm tài thần là có đạo lý. Như trong kinh nói, càng khí càng nhiều, bố thí mà phát tài thì càng phát càng nhanh. Lần đầu tiên buôn bán làm vất vả được 10 năm, vừa mới thành tựu lập tức đem ra bố thí. Lần thứ hai lại bắt đầu buôn bán nhỏ, mới 5 năm đã phát tài. Đến lần thứ ba khoảng 2-3 năm là phát tài, ngày càng nhanh. Những người phú quý hiền nhân ở thế gian, quá khứ làm những việc từ bi và tận hiếu, tu thiện tích đức, nên ngày nay họ có địa vị cao trong xã hội, sở hữu rất nhiều của cải. Chúng ta thấy vậy, cung kính đối với họ. Cung kính họ điều gì? Cung kính vì trong đời quá khứ họ biết hành từ tận hiếu, tu thiện tích đức. Nhưng trong đời này vận mệnh họ không tốt, không gặp được thầy giỏi hướng dẫn, nên họ bị mê. Họ không có tâm từ bi hiếu thuận, bả nguyện hành thiện tích đức cũng nhạt, họ không biết nên làm như thế nào. Vậy thì có địa vị, có tài phú là phước báo, nhưng làm sao vận dụng địa vị, vận dụng tài phú của họ, đó là trí tuệ. Đây là pháp thế gian. Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Đức Phật dùng phương pháp này dạy chúng ta, vậy thì Ngài đã làm quốc vương. Thân là thiên tử, thị hiện làm quốc vương, hoặc là thị hiện làm đại phú trưởng giả. Bởi thì dùng tiền là trí tuệ, có tiền là phước báo, không biết dùng là tạo nghiệp. Hôm nay ngày 29/8/2024 lịch. Nó hàng nè, bữa nay chiều trời mưa, cắt không được nhiều. 70 thiên đại đó. Trời đi miền Bắc nha. Đó, giống nè. Chú Tư nè. Tính một lạng là 130 cây á. Chú cầm vô luôn. Ngàn con ta cũng bỏ khúc gì này. Dạ. Bỏ cái bỏ đâu. Luôn. Bỏ đây chị, bỏ đây chị. Chú Tư. Chú Tư. Chú Tư, chú Tư. Nè. Không ai mà làm ăn con đều uống nữa. Tôi uống. Phải tời cái nó chứ. Cơ ha. Đẹp. Thì em nấu cà dù đâu có biết cái chuyện đó đâu. Ừ. Rồi.
vợ mất khổ phải vô ngọn cầm lưng trời lại cho nó chứ. Rất nhiều người tài giỏi nhưng không thành công được. Đừng có nói vỗ ngực tao tài mà tao thành công ở đây. Rất nhiều ông vua tài giỏi nhưng không thể trị quốc được, bởi vì ông không có thế. Đơn giản như vua Lê và chúa Trịnh thôi. Đấy, vua Lê có thể tài giỏi tốt không được. Chứ người ta có thế là gì? Người ta có thế là con lỗ 3 tỷ, lỗ 30 tỷ lại làm lại. Chấp nhận 5 năm, bán bằng giá để cạnh tranh. Đấy, kiểu gì người ta cũng thành công. Đấy là cái thế đấy, bạn đã hiểu chưa? Nhá, và suốt 2.000 năm qua, thằng nào không có thế là không làm được việc. Đấy, vua Lê dù có tài giỏi đến mấy nhưng không có thế thì chúa Trịnh mới là chính thôi. Quân sự không nắm được, kinh tế không nắm được, công an không nắm được, ông có tài giỏi bằng giời. Ông hoa hẹn giết ngay. Đấy, hiểu chưa? Đấy là hiểu thế là gì chưa? Nhá. Hàn Phi là một trong những cái đại biểu về Pháp gia các bạn nhé. Pháp gia có Thương Hưởng, có Hàn Phi, có Lý Tư đấy, các bạn biết không ạ? Đấy, biến Pháp Thương Hưởng mà nhờ pháp luật mà nước Tần trở thành cường quốc. Đấy, thì Lý Tư, thì Hàn Phi và Lý Tư cùng làm đồng môn đấy nhá, mà cùng là học trò của Tuân Huống. Thì tôi mới nói với các bạn về Hàn Phi đi. Hàn Phi là người viết ra cái học thuyết, là người mà gì, đưa cái học thuyết Pháp gia lên đỉnh cao. Và Tần Thủy Hoàng khi đọc được cái học thuyết của Hàn Phi đã phải thốt lên rằng là gì ạ? Nếu như mà ta gặp được cái người này đấy, thì chết không hối tiếc. Đấy, cái người nào mà để cho Tần Thủy Hoàng đọc xong cái tác phẩm của Hàn Phi phải thốt lên rằng là nếu mà ta gặp được cái người này thì chết không hối tiếc. Và sau đó là Tần Thủy Hoàng đốc binh với nước Hàn chỉ để mang Hàn Phi về Tần. Đấy, tức là trọng dụng nhân tài, đúng không? Rất trọng dụng. Thì ba cái chính của Hàn Phi đó là pháp, thế, thuật. Đấy, tức là gì? Một cái lãnh đạo đấy nhá. Đấy, đây này, pháp tôi nói về thế đã, tôi nói về thế nhá. Cái thế đấy, cái học thuyết về thế đấy nhá, 2.000 năm qua chưa thằng nào phá được cái điều đấy cả nhá.